hãy mua những chai nước hoa này ngay khi còn có thể. Hello các anh em, chào mừng mọi người đến với video theo của mình. Như cái tiêu đề hôm nay mình sẽ chia sẻ đến với các anh em một số chai nước hoa mà mình cho rằng các anh em nếu như mà đúng gu mùi như những cái gì mình nói và các anh em cảm thấy rằng nó là cái gu mùi của mình thì ngay lập tức về xin tiền bố mẹ hoặc là cầm sổ đỏ hoặc là bất kỳ một cái gì đấy, có thể là tạm ứng lương nữa, vân vân. Và chúng ta hãy đi mua ngay và luôn, bởi vì rất có thể một cái lúc nào đấy nó sẽ bị reform, nó sẽ bị ngừng sản xuất hoặc là nó sẽ rất là khó mua. Và lúc đấy thì các anh em có một số ví dụ rất là nhiều, các anh em đôi khi bóc mình mà nói là tiếc quá, bây giờ em không mua được. Thì rất là đơn giản, bởi vì chúng ta những cái lúc mà nó sẵn thì chúng ta lại không đi mua. Đó, thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình hãy ngồi relax và let's go. Và trước khi vào chủ đề chính của video thì chắc chắn rồi, mình luôn luôn rất là cảm ơn các anh em nào có tấm lòng ủng hộ bằng cách click vào đường link ở bên dưới để ủng hộ mình một vài sản phẩm. Mình rất là cảm ơn. Và có đi thì phải có lại. Chắc chắn là với những anh em nào luôn luôn ủng hộ mình thì mình sẽ chia sẻ lại với những anh em đó những chai nước hoa ngon, độc lạ. Và mình dám chắc chắn rằng ở cái Việt Nam này, cái tỷ lệ người biết đếm trên đầu ngón tay, tất nhiên là ngon, độc và tiền thì vừa phải. Đó, mình cảm ơn. Còn bây giờ anh em mình hãy đến với những chai nước hoa mình muốn chia sẻ với các anh em hãy mua khi mà còn có thể. Chai nước hoa đầu tiên đó là một sản phẩm của nhà Rochas và nó có tên Mustache EDP. Đây là một mùi hương của vani tiêu hồng, mà nếu mình nhớ không nhầm hình như là với benzoin nữa. Nó được so sánh với Yves Saint Laurent Tuxedo. Cá nhân mình thì ở trên thị trường hiện nay có một chai nước hoa có một cái style mùi cũng kiểu dạng như thế này, đó là Nichen Annie. Và phải nói thật là cá nhân mình đánh giá và một số người mình đã cho ngửi đều đánh giá rằng đây là chai nước hoa mà nó đáng tiền. Và về chất lượng mùi hương không hề thua kém Nichen Annie và mức giá chắc chắn là sẽ thấp hơn rất là nhiều. Nhưng với một điều kiện, đó là chúng ta sẽ phải mua batch cũ đó. Bởi vì hiện nay chai nước hoa này mình thấy rất là nhiều những thông tin nó đã bị reform mùi. Ví dụ trên các diễn đàn nước hoa ấy, thì nó đã bị reform mùi, thì điều đó đồng nghĩa rằng về hiệu năng mùi, về chất lượng mùi hương nó sẽ không thể được như những cái batch cũ nữa. Do vậy nếu như các anh em nào có ý định đi mua thì chúng ta sẽ phải hỏi seller rằng batch mới hay batch cũ. Nếu như batch mới thì các anh em có thể next, bởi vì là như mình đã nói vừa xong về cái chất lượng mùi hương. Còn ví dụ như chúng ta sẽ cần phải mua những cái chai ví dụ đầu batch từ năm khoảng 2019. Đó, ví dụ như mình thì cũng nhanh tay nhanh mắt, mình đã kịp thời backup thêm 2 UM 125ml này nữa, đều là batch cũ. Và mình bây giờ mình cảm thấy rất là happy. Thật sự là bây giờ kiếm batch cũ này thì hơi khó, nếu không muốn nói là rất khó, bởi vì nó cũng không phải là còn nhiều nữa. Tuy nhiên không có một cái gì là dễ dàng cả. Muốn mùi ngon thì các anh em sẽ phải bỏ ra công sức, thế thôi. Cho nên là nếu như còn có thể, các anh em hãy, đặc biệt anh em nào thích cái tông mùi của vani cộng với cái chút cay nồng ấm của tiêu hồng và cái chút hăng thơm nhựa của benzoin, thì chắc chắn Rochas Mustache là cái option rất là tốt. Tuy nhiên với một cái điều kiện, đó là hãy tìm mua batch cũ. Đó, chai nước hoa đầu tiên Rochas Mustache. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Saint John và nó có tên là 3 giờ sáng. Thực sự là phải nói rằng trong cái sự nghiệp mình đi tìm những chai nước hoa ngon độc lạ, đó, trong cái con đường riêng mình tự tìm, thì đây là một chai nước hoa mình đánh giá rằng một trong những chai nước hoa mình rất là ưng ý để xài hè. Đa dụng, linh hoạt, mùi hương độc đáo, không đụng hàng với bất kỳ bố con nhà nào đang bán sẵn trên thị trường. Và cái hiệu năng mùi cũng rất là ổn áp, tuyệt vời, với sự kết hợp một chút của trái cây, một chút cái tông mùi hương, cái mùi hương nước ga, nước có ga, đồ uống nước có ga, đó. Nó tạo nên một cái mùi hương không có gì phải bàn cãi cả. Nếu như mà tôi dán một cái đề can và tôi ghi rằng đây là một sản phẩm có mức giá khoảng 300-400 đô thì cũng không hề là quá lời. Bởi vì những cái người nào mình đã cho ngửi chai nước hoa này đều khen rất là nhiều. Nhưng hiện nay mình đã cảm giác rằng chai nước hoa đã bị ngưng sản xuất. Mình cảm thấy rằng là rất là khó, thời điểm này đã cảm thấy rất là khó để có thể mua chai nước hoa này, bởi vì
các mức giá của nó đều tức là hàng nó hiếm, và cái thứ hai là giá lên rất là cao thì mình không rõ ràng có phải là do sản xuất không kịp hoặc là hãng nước hoa này đã cho ngưng sản phẩm này. Nếu như là ngưng thì thực sự đây là một điều rất là đáng tiếc. Do vậy nếu như anh em nào trong đang cần một cái mùi hương cho mùa hè đó, cho mùa nắng nóng đi, thì chúng ta hãy nhanh tay trong lúc còn có thể để sở hữu chai nước hoa này, và các anh em sẽ không phải hối hận. Saint John 3 giờ sáng 3 AM. Chai nước hoa thứ 3, Easy Fuel for Life. Nên như một số anh em đều đã biết thì năm ngoái mình cũng đã nói rồi, đó là nhà nước hoa này hiện nay nó đã có một chút thay đổi, đó là đã bỏ cái túi da này ra, bỏ cái túi này, những cái chai full mới ấy, và chỉ có cái này mà thôi, còn cái túi này thì là không còn. Và cái đi kèm theo đó thì mình cũng có thấy là một số nhận xét rằng mùi hương đã không còn được ngon như phiên bản cũ đó. Và đây là một điều rất đáng tiếc, bởi vì đây với mình đây luôn luôn là một chai quá thích hợp cho các anh em nào ưa thích một cái phong cách mùi hương ngọt ngào, đậm đà và sexy. Nó dạng kiểu style của, không phải là mùi thì không phải là giống, nhưng cái kiểu style mùi nó đậm đà, ngọt ngào giống như kiểu của 540 ấy. Cộng thêm thì là bốn chai nước hoa này từ xưa đến giờ mức giá không phải là quá đắt, cho nên nếu như anh em nào ưa thích cái mùi này thì mình nói quá nhiều video mình không phải nói lại. Tuy nhiên chốt lại ở đây, nếu như anh em nào thích mùi này thì hãy cố tìm mua bảng có túi. Hiện nay thì vẫn còn, thường thì nó sẽ sau khoảng 1-2 năm nữa thì bắt đầu là nó mới cạn kiệt đó. Kể cả những cái nhà nước hoa khi mà đã reform thì những cái phiên bản cũ nó sẽ theo thời gian nó sẽ hết dần, chứ không bao giờ có thể hết một phát luôn. Cho nên khi mà còn những cái bản có túi thì các anh em hãy cố gắng bắt gặp như mình. Hai chai thế là quá đủ. Quá đủ để chiến đấu. Ok, Easy Fuel of Life. Chai nước hoa thứ tư đó là Unrose. Có thể là các anh em đang thắc mắc là tại sao lại lôi sản phẩm đang vẫn được bán bình thường của nhà Frederic Malle này ra. Thì đây là một nguồn thông tin mình để ở đây để các anh em xem. Vào tháng 8 vừa rồi thì là cái hạn chót để mà EU cho phép sử dụng một cái chất trong chai nước hoa này, và còn rất là nhiều chai nước hoa khác. Tuy nhiên nổi tiếng nhất thì vẫn là Unrose, đó là Caranan. Đây là một hợp chất mà theo như mô tả đó là có tính gỗ và woody amber, một cái tông gỗ hơi thiên hướng amber, có nghĩa là anh em hình dung nó giống như kiểu những cái style như kiểu Gucci Pour Homme này, HM đó, là hoặc là Comme des Garçons for Men. Cái tông woody amber nghĩa là như thế nào, các anh em hình dung khi mà chúng ta ngửi một cái tông mùi gỗ và ở đấy chúng ta sẽ cảm thấy cái vị hơi hăng, hơi ngậy ngậy một chút của amber mix cùng với cái tông của mùi gỗ. Thì Caranan đây là một cái hợp chất được sử dụng để làm những cái kiểu doping cho những cái chai được tung ra thị trường. Và Frederic Malle Unrose là một trong những chai nước hoa nổi tiếng được biết đến có sử dụng hợp chất này. Thì như mình đã để hình ảnh ở đây, hình như ngày 23 tháng 8 là hạn chót để sử dụng và sau đó là sẽ bị cấm, hoặc là như ở đây là đưa vào một cái danh sách đáng quan ngại, đại khái là sẽ bị hạn chế sử dụng rất là nhiều. Thì ở đây rất có thể rằng sản phẩm này hiện nay tới đây sẽ có những cái biến động nhỏ nhỏ, mình không dám chắc, bởi vì cái này là mình cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Tuy nhiên khi mà một chai nước hoa có sử dụng những cái liều doping mà bị hạn chế hoặc bị cấm thì chất lượng mùi hương chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất rất là nhiều. Do vậy anh em nếu có tiền mua chai nước hoa này, thứ nhất là chúng ta thích mùi hồng mà chúng ta có tiền thì thôi cố gắng săn sản phẩm này, Unrose, một cái mùi hồng đẹp nhất, em đẹp nhất đêm nay. Ok, chai nước hoa thứ tư. Ok, chai nước hoa thứ năm đó là sản phẩm của nhà Guerlain và nó có tên là Homer. Như mọi người đều đã biết thì hoặc là cho anh em nào chưa biết thì cái năm vừa rồi nhà Guerlain này đã reform lại, đó là họ đã thay đổi lại kiểu dáng. Về lịch sử cái dòng này thì đầu tiên gần đây gần như là cũ nhất thì đầu tiên là Guerlain Homer nó là như thế này.
bên sau thay đổi lại là như thế này. Đó, đây là đời 1, đời 2 và cuối cùng hiện trạng của nó là cái kiểu dáng trai là như thế này. Thì nói thật là khi mà đã thay đổi về kiểu dáng và cộng thêm một chút reform thì cái mùi hương nó sẽ rất là khó để mà làm hài lòng. Do vậy nếu như các anh em nhân lúc còn có thể thì hãy cố gắng tìm bản này. Bản này thật sự bây giờ là hơi khó. Bản này bây giờ có thế nhưng mà khó. Còn bản này thì mình nghĩ là sẽ dễ dàng hơn cho các anh em. Do vậy hãy tìm Guerlain Homme, một mùi hương của bạc hà, của patchouli. Khi mà chúng ta ngửi chúng ta sẽ cảm thấy giống như một cái ly rượu cocktail cổ điển, lịch lãm, rất là tuyệt vời. Hãy cố gắng tìm nếu như anh em nào thích cái tông mùi cổ điển bạc hà. Ok, Guerlain Homme tìm, nếu mà được thì tìm bản này, còn nếu không thì tìm bản này. Trước khi chỉ có trung thân xài cái bản hộp lọ vuông. Ok, thì vừa xác mình vừa chia sẻ đến với các anh em những cái chai nước hoa, 5 chai nước hoa mà các anh em phải cố gắng mua ngay khi còn có thể, bởi vì đến một lúc nào đấy có thể nó sẽ thay đổi hoặc là nó sẽ không còn trên thị trường này nữa. Mình rất hy vọng anh em thấy thích video này đó, và hãy chia sẻ nếu như anh em cảm thấy nó có ích. Còn bây giờ anh em mình bye bye và hẹn gặp lại.